Chào mừng mọi người đến với lại Chica View, kênh YouTube chuyên quay thực tế các dự án bất động sản. Hiện tại là mình đang di chuyển trên con đường DT753 thuộc về tỉnh Bình Phước. Mình quá trình di chuyển trên con đường này thì mình thấy có những cái tấm pano rất lớn. Họ quảng cáo là một cái dự án có tên là Tân Phước Center, khu dân cư Tân Phước Center. Và mình đang di chuyển để mình tìm cái dự án đó xem nó ở đâu, và mình vào mình sẽ view cho mọi người xem. Thì Tân Phước Center này nó thuộc về xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ha. Đến rồi đây mọi người. Rồi mình sẽ quẹo vào cho mọi người xem. Nó có tên là khu dân cư Tân Phước Center. Nhà phát triển dự án là đất xanh miền Đông. Ok mọi người. Đó, quay xe qua rồi cho mọi người xem. Cho nó thẳng ra ha. Cái bảng nó là như vậy. Như mọi người cũng thấy rõ rồi. Thì giờ mình sẽ chạy vào mình quay cái dự án này cho mọi người xem. Ok mọi người, xin mời mọi người vào. Xem một con đường đi vào rất là láng, những cái cây trồng cũng khá là to, khá là cao, mà không biết cây gì, lá nó cũng nhuyễn, này không biết cây gì hả mọi người. Lề đường thì đã được lát gạch lề rồi, điện thì là điện nổi. Mình thấy ở thành phố Đồng Xoài, cụ thể là cái dự án này, các dự án mình đã quay thì phần lớn họ làm điện nổi không ở đây cũng là một cái điểm trừ mọi người nha. Cái thời điểm này mà làm điện nổi thì cũng hơi dở. Bên kia có bạn họ chỉ vào bên kia là một con rừng cao su rất to, họ ghi là giai đoạn 2 hướng về bên đó, thì không biết là họ đã mua chưa. Còn đây là dự án giai đoạn 1 Tân Phước Center. Rồi mình sẽ cung cấp thông tin cho mọi người về cái dự án này. Tên dự án là Tân Phước Center, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Tiền Land, phát triển là đất xanh miền Đông, quy mô là 2,7 hecta. Ồ, vậy nó cũng nhỏ ha mọi người ha, nó khá là nhỏ. Tổng số nền là 129. Loại hình phát triển là đất nền, sổ đỏ, nhà phố, biệt thự. Diện tích là từ 117 đến 398 m2. Tầng cao xây dựng tự do từ 1 đến 4 tầng. Quy mô số dân dự kiến là 500 người. Còn về cái giá bán thì mình không biết, nhưng mà trên trang web họ để là chỉ thanh toán 200 triệu, 30% là sở hữu được nền thôi. Thanh toán 50% thì sẽ ra sổ đỏ, ngân hàng hỗ trợ vay ưu đãi. Đó là những cái thông tin mà từ trang web chính thức của chủ đầu tư, nhà phát triển phân phối họ đưa ra nha mọi người. Thì 2,7 hecta thì nó khá là nhỏ mọi người, nó khá là nhỏ chứ nó không lớn. Đây là cái đường đi vào, đường vào cái cổng chính đây. Quay lại cho một lần nữa cho mọi người xem. Thì thấy trên đây họ có làm cái chòi để mà cái nhà lá mà để giao dịch đây,
để khách hàng tới ngồi để thanh toán gì đó, để đặt hàng mua bán gì đó. Ok mọi người, mình sẽ quay đầu xe lại một lần nữa để cho mọi người thấy nó rõ, và mình vào dự án một lần nữa nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 mọi người, ngày chủ nhật, nên chắc là bên môi giới họ chỉ làm buổi sáng thôi, buổi chiều họ nghỉ nên mình đi vào nó khá là vắng, nên cũng không cung cấp được cái giá nền cho mọi người biết được. Tuy nhiên thì kênh của mình mà phần lớn là chỉ cung cấp hình ảnh thôi, đưa hình ảnh đến cho mọi người xem, và nếu ai thấy thích khu vực này thì có thể tìm hiểu ha. Nhưng mà trên trang web thì họ có ghi rằng 200 triệu là trả 30% của nền đó, thì sẽ được sở hữu được nền. Thì 200 triệu là 30%, nghĩa là 100% thì nó phải là giá nhiêu mọi người? Để coi, 100% mà nhân cho 200 triệu là phải lên số 2, số 2 mà chia cho số 3 là cũng khoảng như ta. Tự nhiên ngồi tính toán dở quá mọi người thông cảm. Số 2 mà chia số 3 là như 2 chia 3 là 0, 20 chia 3 là 6. À, khoảng 600 triệu nè, ha mọi người ha. Thì mình nghĩ nó tầm khoảng 600 triệu nè. Đó. Đây là một cái dự án Tân Phước Center. Mình xin đọc lại thông tin ha. Tên dự án là Tân Phước Center, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Tiền Len, phát triển là đất xanh miền Đông. Nó tọa lạc ở xã Tân Phước, thuộc về huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước nha mọi người. Rồi thì giờ mình cũng ra cổng, thì lúc nãy giờ mình cung cấp cũng khá nhiều hình ảnh cho mọi người xem rồi ha, thì mình nghĩ là mọi người cũng có một cái nhìn tổng quát. Và kênh Chica View quay về cái clip Tân Phước Center đến đây là hết. Và xin chúc mọi người vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở một clip khác. Bye bye mọi người.